Đồ gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2016 và trên hình ảnh quý vị là chúng tôi đang quay bộ bàn ghế gỗ cẩm lai cột 12 gồm 6 thứ. Hiện nay người công nhân tôi đang đưa cái đôn trà kẹp vào giữa và chúng tôi đang quay ở phía trước tầng 1 khu A. Phía bên kia đường chính là khu B của chúng tôi. Anh Quang, Quang. Còn đây là khu A. Đồ gỗ Đức Hiền nằm trong làng Mộc, Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và bộ này thì gồm sáu thứ thì trong đó là đây một chiếc ghế dài với bàn là hai chiếc ghế đơn là 4, một chiếc đôn trà là 5 và một chiếc đôn ngồi là 6. Và tôi xin nhắc lại đây là bộ cột 12. Và sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng, sẽ lưu máy của quý vị quan sát chi tiết. Vâng ạ. Giờ chiếc ghế dài. Và thưa quý vị là gỗ cẩm lai nhưng mà để được chọn vân đặc biệt cho nên là có những cái sắc tía vân đều tăm tắp từ tay đến cột và đến bên trên chương. Và trong khi quý vị đang quan sát cái vân gỗ thì cũng lại quan sát tiếp cái kỹ thuật được chạm. Thì quý vị thấy này, từng cái nhị hoa, cánh hoa hay là con chim, rồi quả đào hay là mẫu mai điểu, gọi là thọ đào mai điểu. Và đường nét thì rất mềm mại, dẻo. Vì khi mà quan sát cái bộ ghế để đánh giá thì thường quý khách sẽ đánh giá đầu tiên là tổng dáng, sau đó đến chất gỗ và tiếp theo nữa là đến cái phần chi tiết hoa văn đục chạm như thế nào. Và cái bộ này là phần vách, gọi là vách lộc bình. Mọi khi chúng tôi hay làm cái vách hai cái con rồng hoa hai bên và giữa là miếng ván, nhưng cái bộ này là bộ vách lộc bình. Và đây quý vị quan sát cái chiếc mặt này thì vân rất là ghê. Tôi phải quay từ phía xa, từ xa xong tí nữa tôi sẽ quay gần lại để quý vị nhìn thấy. Bởi vì nếu tôi quay gần như thế này thì vân đen đẹp quá rõ ràng và cảm giác hơi ngợp, bởi vì cái vân nó quá là ghê. Và đây xin thưa quý vị là vẫn đang hoàn toàn là trần mộc. Nếu mà đánh giáp xong và sơn lên thì hỏi rằng cái vân này nó sẽ lên như thế nào. Bộ này chúng tôi cũng đã làm xong mộc cả bộ này mới hôm nay mới xong hết, nhưng mà hôm trước là còn thiếu cái bàn, thì đã xong được cách đây độ 10 ngày rồi. Như vậy là riêng chiếc bàn là mới làm xong, còn thì cách đây 10 ngày đã xong ghế dài, hai chiếc ghế đơn và hai chiếc đôn. Giờ tiếp theo là cái chiếc đôn ngồi. Bên đây thì trong này thì bên trong chúng tôi cũng đang hoàn thiện bộ ghế gỗ mun cột 12 với cái phần vân là vô cùng ấn tượng. Cho nên là cái này là khách hàng rất là dục, cho nên chúng tôi sau khi xong bộ mun này thì mới sang hoàn thiện cái bộ cẩm lai, lại trở lại bộ cẩm lai. Thì là đây là chiếc đôn ngồi, tiếp theo là chiếc bàn. Như quý vị quan sát là cái cây gỗ và vân gỗ của ghế dài, ghế đơn, bàn, đôn thì đều chỗ nào cũng vân rất ấn tượng. Chúng tôi đồ gỗ Đức Hiền thì đã vốn có tiếng trên thị trường là đã có những cái sản phẩm gỗ mun bằng gỗ cẩm lai vân rất đẹp. Và từ đấy là cũng một số khách hàng muốn đặt hàng tôi bộ bàn ghế bằng cẩm lai, nhưng mà tôi không nhận. Bởi vì là chúng tôi thì những cái sập ấy là chúng tôi chọn được cái gỗ vân rất đẹp, nhưng mà ghế thì không đơn giản thế nào. Đến khi bây giờ đủ chọn đủ cơ số gỗ mà là vân đẹp thì tôi mới làm xong cái bộ này và giới thiệu đến quý khách, thì quý khách chiêm ngưỡng. Vì những cái hàng mà chọn vân ấy thì hầu như chúng tôi không nhận đơn đặt hàng bao giờ. Làm sao dám biết chắc là trong cây gỗ nó có những cái viên gỗ đẹp như thế này.
chính vì thế có một số hàng, một số khách hàng đã có kinh nghiệm là sẽ ấn vào nút đăng ký vào trang YouTube của Đồ Gỗ Đức Hiền để thường xuyên là thấy có sản phẩm mới của Đức Hiền up lên là đến mua. Biết là có đặt những cái sản phẩm đặc sắc thì bên tôi cũng không dám nhận, bởi vì thực sự là nếu nhận là rất liều lĩnh, làm sao dám biết là sẽ mua được cái gỗ vân đẹp như thế này để mà làm. Nhưng báo cáo quý vị là thợ thì chúng tôi không thiếu, hàng trăm thợ giỏi nghề tinh xảo làm một bộ hay 10 bộ ghế này là chuyện đơn giản. Nhưng mà cái vân gỗ thì luôn luôn là bài toán khó nhất. Tôi xin nhắc lại bộ này quý khách nhắc là bộ CL0516 ngày 13 tháng 5 năm 2016. Bộ gỗ cẩm lai tròn vân. Vừa rồi quý vị vừa quan sát tất cả cái phần mặt chính và bây giờ tôi sẽ đi ra phía sau để quý vị quan sát tiếp mặt sau. Riêng gỗ cẩm lai thì quý vị biết là chúng tôi gỗ cẩm lai là loại gỗ chúng tôi có loại gỗ rất lớn cho nên là hàng là rất lành, không có vấn đề gì cả. Kể cả từ mặt trái trở đi cũng lành luôn là vô cùng. Nếu như gỗ hương vân xưa thì toàn là gỗ bé, rất là khó lựa, khó chọn làm. Nhưng gỗ cẩm lai này thì chỉ vấn đề là có chọn được vân đẹp hay không thôi. Chứ còn gỗ là gỗ to. Vừa rồi tôi vừa quay đằng sau lưng hai chiếc ghế. Và bây giờ tôi sẽ đi ra phía sau lưng của chiếc ghế dài để quay quý vị xem. Trời ơi, sau lưng mà vân nó cũng đẹp như thế này. Đây, thường mà không mấy khi được ưu tiên cái phần vân đẹp ra sau lưng, nhưng mà vì cái cây này nó đẹp toàn diện cho nên là chỗ nào nó cũng đẹp. Bây giờ tôi ngồi thử để quý vị xem là tôi cao 1m75 và nặng 75 cân, ngồi thử ở trước đây và chiếc ghế dài xem như thế nào. Nhiều khách hàng gọi điện vào số 0984 666 999 thì xin thưa quý vị, đấy chính là số của tôi, là kỹ sư Nguyễn Xuân Đức, chủ nhân của hãng Đồ Gỗ Đức Hiền. Nghe chủ nhân của hãng thì nghe to, nhưng xin thưa quý vị là chúng tôi chỉ là một cái hộ sản xuất lớn của làng nghề mà thôi, và chúng tôi vẫn là làm theo quy mô gia đình, tức là thợ thuyền công nhân rất đông nhưng mà thường là giao khoán về các gia đình và có một cái bộ phận chuyên đi giám sát kỹ thuật. Còn làm tập trung thì chỉ có mấy tổ thôi. Và chúng tôi thì gia đình tự quản lý toàn bộ luôn, từ khâu kỹ thuật đến các cái vấn đề về điều phối thợ thuyền và kiểm tra kỹ thuật cũng như là báo cáo đến khách hàng, mọi cái là đều do tôi trực tiếp làm, rất là chiết sát đến mọi cái ngóc ngách của sản phẩm. Và chính vì cái việc mà tự lo tự làm như vậy cho nên chúng tôi tự nhận là chúng tôi không phải là một cái đơn vị có làm ăn quy mô lớn, mà chỉ là một cái hộ sản xuất gọi là tương đối thôi. Có chăng là do là chúng tôi biết là những cái sản phẩm đẹp ấy là không bao giờ là bị ế, cho nên là nếu như chọn được gỗ vân đẹp thì chúng tôi cứ làm ra thoải mái và chắc chắn là sẽ trước sau tiêu thụ được hết. Và cũng xin báo cáo quý vị là hiện nay thì trong cửa hàng của tôi những cái bộ ghế thì có khoảng 170 bộ. Trong đó bộ cẩm lai này là có duy nhất một bộ này. Và đây chính là bộ đầu tiên chúng tôi làm được bằng gỗ cẩm lai tròn vân. Ngoài ra thì chúng tôi còn những cái bộ gỗ mun thì còn có độ chục bộ. Cũng là có cả hàng tròn vân và hàng thường. Gỗ hương, gỗ ngụ, tất cả cũng vài chục bộ nữa.
Bởi vì cái khu A chúng tôi là 1.200 m và khu B là 800 m², chưa kể ở ngõ 1 cầu Bưu chúng tôi còn có hai cái đang xây dựng hai cái nhà riêng, mỗi cái 4-5 tầng, mỗi cái 50 m² nhân lên 4-5 tầng, cũng kê được một số đồ và dự kiến đến Tết này sẽ bắt đầu phục vụ quý vị. Như vậy clip này đã giới thiệu đầy đủ cái bộ ghế cẩm lai này rồi. Xin quý vị cứ nhắc là bộ ghế cẩm lai mã số CL0516. Thực ra là cứ nhắc là bộ cẩm lai đầu tiên cũng được. Bộ ghế cẩm lai đầu tiên của Đỗ Đức Hiền làm được, cẩm lai chọn vân. Chứ còn là không chọn vân thì chúng tôi đã từng làm rồi. Nhưng cái bộ chọn vân thì đây là bộ đầu tiên. Cứ nhắc như thế là tôi sẽ nhớ ra ngay. Và đây là bộ cột 12 6 thứ. Bên trong này trước khi dừng thì tôi quay vào bên trong này để quý vị thấy là chúng tôi đang hoàn thiện cái bộ bàn ghế gỗ mun, hoàn thiện đây đi và chi tiết rất là phải mất rất nhiều công sức, phải làm bằng tay đây, làm nhẵn những cái lỗ này. Mấy bên trong kia là cái phông xa xa, quý vị nhìn thấy chữ Đồ Gỗ Đức Hiền Thiên Niên Vạn Đại, kèm số điện thoại của tôi là 0984666999. Thì kính thưa quý vị là do là Đồ Gỗ Đức Hiền làm lâu năm và có tiếng cho nên cái số điện thoại này nhiều khách hàng liên lạc. Có thời điểm có khách hàng phản ảnh là gọi đến 10-15 phút không gọi được. Khi đó xin khách hàng nhắn tin lại để hỏi vấn đề gì, lúc nào máy hết bận là tôi thấy tin nhắn tôi sẽ gọi lại ngay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.